Khoảng một năm trước, netizen từng xôn xao trước thông tin Blackpink về Việt Nam biểu diễn vào đầu năm 2024. Thế nhưng với lịch trình cá nhân bận rộn như hiện tại, các Blinks Việt khó lòng thấy được bốn cô gái trên cùng một sân khấu. Tháng 5 năm 2023, cộng đồng fan K-pop xôn xao trước thông tin Blackpink sẽ đến Việt Nam vào đầu năm 2024. Theo đó, theo thông tin được đăng tải, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ phối hợp Tổ chức Kỷ lục Mỹ mời nhóm nhạc Blackpink đến biểu diễn tại Hà Nội dự kiến ngày 16 tháng 3 năm 2024. Dù thông tin này được phía tổ chức cho biết chưa thể tiết lộ chi tiết vì đầu mối mời Blackpink về Việt Nam là Tổ chức Kỷ lục Mỹ, nhưng các fan K-pop nói chung và cộng đồng Blink fandom Blackpink nói riêng vẫn vô cùng phấn khích. Quả thực, Blackpink đã đến Việt Nam thông qua hai đêm diễn thuộc khuôn khổ tour diễn hoành tráng Bombing vào hai ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2023 ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Còn 3 ngày trước, đã là ngày 16 tháng 3 năm 2024, Blackpink hoàn toàn không có dấu hiệu nào sẽ trở lại Việt Nam biểu diễn. Thực chất, việc Blackpink tổ chức thêm các buổi biểu diễn cùng nhau ở thời điểm hiện tại là một chuyện khá khó khăn. Ở thời điểm hiện tại, Jennie và Lisa đều đã công bố thành lập công ty riêng để đẩy mạnh hoạt động solo. Trong khi đó, Jisoo được cho là sẽ đầu quân vào công ty của anh trai và tập trung vào mảng diễn xuất. Về phía Rose, nhiều tin đồn cho rằng nữ thần tượng cũng sẽ thành lập công ty riêng tiếp bước các thành viên cùng nhóm của mình. Trước đó, theo nguồn tin từ News One, một lãnh đạo của YG Entertainment đã tiết lộ về kế hoạch sắp tới đối với Blackpink trong năm 2024. Theo đó, với việc cả bốn thành viên đều đang tập trung sức lực cho các hoạt động solo và kế hoạch quảng bá, Blackpink sẽ không thể trở lại hoạt động nhóm trong năm nay. Có khả năng, người hâm mộ không thể nhìn thấy các thành viên Blackpink trong cùng một nhóm trọn vẹn trong năm nay, lãnh đạo tại YG cho biết. Blackpink vừa kết thúc toàn bộ lịch trình chính thức với tư cách nhóm nhạc, do đó chúng tôi hiểu rằng các thành viên đang muốn đón nhận những thử thách mới. Tuy nhiên, các thành viên đều nhận thức được sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với sự trở lại của Blackpink. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các cuộc thảo luận về vấn đề này sẽ được tiến hành thường xuyên, người này nói thêm để trấn an khán giả. Trong khi đó, đại diện của YG từ chối đưa ra tuyên bố về những hoạt động của Blackpink trong tương lai. Dựa vào những lời này, người hâm mộ lo lắng rằng họ sẽ phải chờ rất lâu nữa cho sự trở lại của Blackpink với tư cách nhóm nhạc hoặc cùng đứng với nhau trên một sân khấu. Chính vì vậy, thông tin Blackpink đến Việt Nam biểu diễn vào ngày 16 tháng 3 năm 2024 coi như ước mơ không thành sự thật. Dù vậy, công ty chứng khoán Hana Securities dự đoán tour diễn quy mô lớn với thời gian gián đoạn dài ngày của Blackpink sẽ được lặp lại. Từng có tin đồn cho rằng Blackpink sẽ trở lại vào quý 4 năm 2024, sau đó là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm 2025 và tiếp tục trở lại vào năm 2026. Các chuyên gia ước tính rằng biến động thành tích hàng năm của YG sẽ tăng lên tùy thuộc vào các hoạt động của Blackpink. Hay như Lee Hwang Jeong, nhà nghiên cứu tại NS Investment & Securities nhận định, vì YG phụ thuộc rất nhiều vào Blackpink nên giá cổ phiếu cũng có khả năng lặp lại những biến động tương tự. Để thực hiện một phép đo thận trọng hơn, chúng tôi đã thay đổi ngày dự kiến phát hành album mới tiếp theo của Blackpink thành năm 2025, nhưng giá cổ phiếu của YG Entertainment không phản ánh bất kỳ kỳ vọng nào. Nói cách khác, YG hy vọng sẽ lấy lại thành công cho các album sắp ra mắt của Baby Monster và Jisoo trong nửa đầu năm và lịch trình cụ thể cho các hoạt động nhóm của Blackpink trong nửa cuối năm 2024.